Du khách nước Mỹ sốc khi biết Việt Nam có nhiều quán nhậu thuộc top 1 thế giới. Xin chào các bạn thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam. Các bạn thân mến, anh chàng mình vừa giới thiệu là Tyler Bentley, người Mỹ, lần đầu đến thành phố Hồ Chí Minh. Anh chia sẻ rằng người Việt Nam đi nhậu có nghĩa là đi uống bia với bạn bè. Văn hóa uống bia ở Việt Nam rất phổ biến, và có thể chắc chắn rằng hầu hết người Việt Nam đã từng đi nhậu ít nhất 1 hoặc 2 lần trong tuần. Từ trước đến nay, Việt Nam đã quá nổi tiếng trên thế giới với số lượng quán rượu và quán bia rải rác trên khắp cả nước. Những quán nhậu này mang đến bầu không khí sôi động, nơi người dân địa phương và khách du lịch có thể thưởng thức nhiều loại đồ uống và đồ ăn nhẹ truyền thống của Việt Nam. Văn hóa giao lưu bằng rượu bia đã ăn sâu vào xã hội của người Việt, khiến những quán nhậu này trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống của người dân. Cho dù ở những thành phố nhộn nhịp hay những làng quê yên bình, bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy một nơi để thư giãn và trải nghiệm hương vị độc đáo của cuộc sống về đêm ở Việt Nam. Thực tế không có số liệu nào thống kê chính xác số lượng quán nhậu ở Việt Nam, nhưng dựa vào các báo đưa tin, có thể nhận thấy rằng Việt Nam là nước tiêu thụ bia lớn nhất Đông Nam Á và xếp vào hàng đầu trên thế giới. Đó chỉ là tính riêng về số lượng bia, chưa tính rượu. Nếu tính cả về số lượng rượu, có thể thấy Việt Nam đứng vững ở top 1. Chính vì nét văn hóa đặc trưng này mà nhiều khách du lịch trên khắp thế giới có ấn tượng sâu sắc về Việt Nam và cũng muốn đến đây để kiểm chứng sự thật. Chính vì thế, mới đây một video của một anh chàng Mỹ đến Việt Nam trải nghiệm đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Video được đăng tải với tiêu đề uống bia như người bản xứ ở Việt Nam. Và sau đây, chúng ta cùng xem trải nghiệm của anh chàng tại Việt Nam có gì thú vị mà được đông đảo cộng đồng mạng bàn tán nhé. Địa điểm mà anh ấy đặt chân đến trong video là quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, và chắc chắn những trải nghiệm trong lần đầu đến Việt Nam này sẽ là một ký ức tuyệt vời khó quên. Mọi người cùng theo chân anh ấy để cùng trải nghiệm một Việt Nam thú vị đến nhường nào nhé. Cảm nhận đầu tiên của Tyler Bentley, một chàng trai người Mỹ lần đầu tiên đến Việt Nam, là sự ngạc nhiên đầy bất ngờ. Khi bước chân xuống phố phường Việt Nam, điều khiến anh ấn tượng ngay lập tức là mặc dù đất nước này còn nghèo hơn so với Mỹ về nhiều mặt, nhưng điều đáng chú ý là rất ít người vô gia cư xuất hiện trên đường phố. Tyler không khỏi so sánh với quê nhà của mình, nơi mà dù kinh tế phát triển vượt bậc, tình trạng vô gia cư vẫn là một vấn nạn nghiêm trọng, xuất hiện ở khắp các thành phố lớn nhỏ. Anh chia sẻ rằng ngay tại Mỹ, có rất nhiều người Việt Nam đã di cư, với hy vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không may mắn, họ rơi vào cảnh thất nghiệp và trở thành người vô gia cư. Tyler tự hỏi liệu đó có phải là những người đã rời bỏ quê hương từ những năm 1975, trong làn sóng di cư lớn nhất từ Việt Nam, và giờ đây đang sống trong tình cảnh đáng thương nơi đất khách. Sự tương phản này càng rõ nét hơn khi Tyler dạo quanh thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh không ngừng ngạc nhiên trước sự phát triển mạnh mẽ và hiện đại của thành phố này. Thành phố Hồ Chí Minh, trong mắt Tyler, không khác gì một đô thị phồn hoa với những tòa nhà chọc trời cao ngất ngưởng, sừng sững như những biểu tượng của sự phát triển và thịnh vượng. Anh bị cuốn hút bởi quy hoạch đô thị thông minh, nơi những tòa nhà cao tầng thường được xây dựng gần dòng sông, tạo nên một cảnh quan vừa thuận tiện cho giao thông, vừa mang đến không gian sống mát mẻ, thư thái. Tyler đặc biệt ấn tượng với việc thành phố đã chú trọng đến việc phủ xanh hai bên đường phố, bằng nhiều hàng cây, tạo ra một môi trường sống thân thiện với thiên nhiên, điều mà anh cảm thấy vô cùng khác biệt so với những gì anh từng thấy ở Mỹ, nơi phần lớn đô thị bị bao phủ bởi bê tông và những công trình xây dựng khô cứng. Tyler cảm thấy như được mở rộng tầm mắt khi thấy một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, xanh mát và đầy sức sống, một nơi mà anh không hề mong đợi khi lần đầu tiên đặt chân đến đây. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn quan điểm của anh về Việt Nam, và anh nhận ra rằng đất nước này đang phát triển theo một hướng rất riêng, đầy ấn tượng và đáng kính nể. Đường phố mà anh đi qua đều sạch sẽ và thoáng mát, không bừa bộn như Ấn Độ, như mọi người hay nói. Có vẻ như ở đây, người Việt Nam rất yêu mến người Nga. Họ thân thiện và tiếp đón người Nga rất nhiệt tình và chu đáo, không như Thái Lan hời hợt và lạnh nhạt. Anh chàng nói thêm rằng anh đã đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới, và đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy Việt Nam có nhiều quán nhậu. Chỉ cần đi trên một tuyến đường bất kỳ, bạn sẽ thấy ít nhất có vài quán nhậu. Điều khiến anh chàng sốc nặng hơn là người Việt Nam họ uống bia ngay cả bên lề đường, mà không sợ cảnh sát hỏi thăm. Thật không thể tin được, nó không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đi tuyến đường nào anh cũng thấy quán nhậu. Họ chỉ cần 1 hoặc 2 đĩa thức ăn là có thể ngồi uống bia với nhau cả ngày. Tại sao họ có thể uống mà không cần đồ ăn như vậy? Thật khó hiểu. Sau khi có một khoảng thời gian tìm hiểu văn hóa nhậu và nhậu với nhiều người dân địa phương, anh rút ra được những điều thú vị về văn hóa nhậu của Việt Nam như sau. Người Việt Nam gọi đây là đi nhậu, có nghĩa là đi uống bia với bạn bè. Văn hóa uống bia ở Việt Nam rất phổ biến, và có thể chắc chắn rằng hầu hết người Việt Nam đã từng đi nhậu ít nhất 1 hoặc 2 lần trong đời. Loại bia phổ biến nhất ở Việt Nam có lẽ là bia Tiger.
Nhưng nếu bạn thực sự muốn đi nhậu, bạn sẽ có loại bia tươi, là loại bia được sản xuất trong ngày và được uống tương đối nhanh sau khi ủ. Một thuật ngữ khác của bia tươi là bia hơi. Loại bia này cực kỳ rẻ, có thể tìm thấy với giá thấp chỉ 3.000 đồng một cốc. Vì lý do này, người Việt ở mọi tầng lớp xã hội, dù giàu hay nghèo, đều có thể tiếp cận. Thưởng thức một số đồ ăn nhẹ trong khi uống rượu cũng khá phổ biến ở Việt Nam. Món nhậu mà anh thích nhất ở Việt Nam là món mực chiên ngon tuyệt và món lạc luộc. Một điều khá ấn tượng muốn khuyên khách du lịch là, nếu bạn đang đi du lịch ở Việt Nam và thực sự muốn trải nghiệm lối sống thực sự của người Việt, bạn nên đi chung với một số người dân địa phương. Họ hầu như luôn rất thân thiện và hào hứng khi được uống rượu với người lạ. Đây là điều đặc biệt mà chỉ có ở Việt Nam. Anh cũng chia sẻ thêm, chỉ ở Việt Nam tôi mới thấy thoải mái thế này, khi mọi người vô tư uống rượu bia trên vỉa hè và nhiệt tình mời người lạ uống cùng. Vậy sau khi tiếp nhận được thông tin này, cộng đồng quốc tế đã chia sẻ những gì? Cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Buổi tối ở thành phố Hồ Chí Minh thật tuyệt. Khi đến một nhà hàng và ngồi trên những chiếc ghế nhỏ nhắn khó có thể chịu nổi một người phương Tây nặng 100kg, nhâm nhi đồ uống và ngắm nhìn dòng xe cộ trôi qua, thật yên bình. Đúng là ở Việt Nam có văn hóa uống rượu rất lớn. Họ thậm chí còn có một câu nói rằng, bốn thứ có thể hủy hoại cuộc đời một người đàn ông chính là rượu, cờ bạc, gái và chất cấm. Mẹ tôi nói rằng tôi sẽ cảm thấy tự do hơn nếu tôi sống ở Việt Nam. Tôi không biết liệu tôi có nên tin bà ấy hay không, nhưng vẫn muốn đến Việt Nam để trải nghiệm. Tôi thấy người Việt Nam thích uống bia hơi, ít khi thấy họ uống bia lon vì nó rẻ tiền hơn. Người Việt uống bia rất giỏi. Họ vừa uống vừa đi vệ sinh, có thể ngồi uống bia liên tục trong 5 đến 6 giờ, thậm chí họ có thể ngồi nhậu từ ngày này qua ngày khác. Người Việt Nam thực sự rất hiếu khách và thân thiện. Chúng tôi đi 3 người và ngồi một bàn cạnh cửa sổ. Mặc dù những vị khách ở trong quán không biết tiếng, nhưng vẫn mời chúng tôi uống bia cùng. Tôi chưa bao giờ đi du lịch mà thấy thoải mái như ở đây. Một quán bia hơi kiểu này rất phổ biến ở Việt Nam. Bạn có thể tìm thấy những quán như này ở gần như mọi nơi vì nó rất dễ phục vụ, không cần quá cầu kỳ. Ăn uống ở những quán này rất thoải mái. Tôi thấy người Việt thích uống bia hơi vì hợp với túi tiền của họ. Bởi uống bia thì uống nhiều mới đã. Ở Việt Nam, có người ngồi uống tới vài tiếng, vừa uống vừa chờ đi tiểu để bớt no bụng rồi uống nữa. Một lần uống như vậy chắc khoảng 6 hay 7 lít trong 3 giờ. Hơn 20 năm trước, khi còn là thiếu niên tôi đã gặp những người bạn đầu tiên của mình ở Việt Nam. Nhưng một đêm nọ, sau khi vui chơi, tôi chỉ còn 10.000 đồng. Lúc đó, tôi đã uống được khoảng 8 lít bia hơi cùng với đậu phộng rang, mà vẫn cảm thấy rất ngon. Ở Việt Nam, người dân uống bia giải khát rất nhiều, có lẽ vì bia có vị nhẹ, nên làm cho người uống có thể uống được nhiều hơn và ngồi với nhau, lâu hơn. Tôi đã ghé thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy ở Hà Nội có nhiều quán bia hơn, những quán rất nhỏ nhưng rất đông người. Khoảng 5 giờ chiều, những quán bia tấp nập người ngồi uống bia, thưởng thức đồ ăn ngon và ngắm dòng người di chuyển trên đường. Cảm giác này không có ở nước tôi. Người Việt nhỏ bé mà uống bia giỏi. Họ uống rất nhiều. Tôi đang nghĩ đến việc khi về nước sẽ mở một quán bia. Chỉ cần một cái bàn nhựa và một vài cái ghế nhựa là đủ. Đồ ăn nhẹ ở Việt Nam rất ngon, rất đáng để thưởng thức. Những quán bia ở Việt Nam ồn ào quá, chúng tôi muốn nói chuyện phải nói rất to mới nghe thấy. Có một vài người con trai rất giỏi ngoại giao, cầm cốc bia và đi mời mọi người xung quanh. Tôi cá là anh ấy say rồi. Đó là một kỷ niệm khó quên của hai chúng tôi. Khi đi lang thang ở vỉa hè, chúng tôi được người dân địa phương mời uống bia cùng, giao lưu với họ rất vui, nên đã làm hai chúng tôi say không nhớ đường về khách sạn. Người dân tốt bụng đã đưa chúng tôi về và không lấy tiền của chúng tôi. Quả thật, người Việt Nam rất thân thiện và nhiệt tình. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ quay lại Việt Nam. Tôi đã ở Việt Nam làm việc được một thời gian. Buổi sáng, người Việt Nam ra công viên tập thể dục. Buổi chiều, họ thưởng thức bia ở vỉa hè và có thể ngồi cả đêm uống bia và xem bóng đá. Nhưng thật khó hiểu khi người Việt Nam cổ vũ cho đội bóng nước ngoài. Tôi đã khá bất ngờ. Con ngõ nhỏ len lỏi trong thành phố Hà Nội đâu đâu cũng có quán bia. Ở nước tôi, mọi người có thói quen uống bia vào dịp cuối tuần. Còn ở Việt Nam, mọi người có thể uống bia mọi lúc mọi nơi. Thật thú vị! Bạn đã bao giờ uống vodka Việt Nam chưa? Loại rượu đóng thùng đó làm tôi say đến mức không thể phục hồi sau khi ngâm mình trong suối nước nóng cả buổi chiều. Tôi đã ở đó và thực sự rất thích bia và đồ ăn quanh góc phố Hà Nội. Việt Nam cũng là một đất nước xinh đẹp và con người thân thiện. Người dân Việt Nam sống tự do. Việt Nam là một trong những quốc gia có nền an ninh tốt nhất trên thế giới. Khi tôi đến một quán bia ven đường ở Việt Nam, thì gặp chủ quán thật tuyệt vời và siêu thân thiện. Cô ấy đối xử với mọi khách hàng như người thân trong gia đình, và đây là lý do tại sao chúng tôi thường xuyên quay lại Việt Nam. Thế giới đầy rẫy những nỗi đau và lừa đảo, nhưng khi đến Việt Nam, tôi cảm thấy vẫn có rất nhiều người tốt, tử tế và trung thực trên thế giới này.
Việt Nam thực sự đã tạo nên sự khác biệt. Một điều tôi có thể tự hào nói về con người Việt Nam là họ cực kỳ thân thiện với du khách. Dù là người nước ngoài hay chính người Việt Nam, chỉ cần tử tế thì bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ hầu hết mọi người dân địa phương mà bạn gặp, dù họ có bận hay không. Nếu bạn bị lạc hoặc gặp rắc rối, mọi người sẽ đến giúp bạn một cách tự nhiên và họ không bao giờ yêu cầu trả ơn. Đó là một điều đẹp đẽ về con người Việt Nam mà tôi biết. Việt Nam có rất nhiều quảng trường, công viên, bãi biển mà mọi người đều có thể tận hưởng mà không sợ tội phạm nghiêm trọng. Họ có rất nhiều hoạt động và sự kiện miễn phí để người giàu và người nghèo, người già và người trẻ, người dân địa phương và người nước ngoài có thể cùng nhau tận hưởng. Ở vỉa hè nào cũng sẽ xuất hiện những quán nhỏ với bàn ghế nhựa tụ tập rất đông người vào mỗi chiều tan sở để hòa đồng và vui vẻ với những anh chàng Việt Nam uống rượu. Bạn không cần phải nói tiếng Việt hay bất cứ điều gì khác, chỉ cần bạn cười tươi, giơ ngón tay cái, uống rượu, nhảy múa một cách không giới hạn là có thể hòa tan vào văn hóa địa phương. Bạn có thể tưởng tượng một số người đang uống rượu, rồi họ gọi bạn khi bạn đang đi bộ trên phố, mời bạn uống bia và ăn đồ ăn của họ. Điều đó thật tuyệt vời và thân thiện vô cùng. Việt Nam là tuyệt vời mỗi khi bạn nghĩ về nó. Tyler Bentley còn chia sẻ thêm những kinh nghiệm đáng giá và khuyên mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ văn hóa uống bia rượu khi tham gia giao thông ở Việt Nam. Anh đặc biệt nhấn mạnh rằng ở Việt Nam có một luật rất nghiêm khắc về việc cấm uống bia rượu khi lái xe. Luật này được thực thi chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả những người tham gia giao thông. Tyler Bentley từng có một trải nghiệm đáng nhớ khi anh đang lái xe máy và bị cảnh sát giao thông dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Anh kể rằng, sau khi kiểm tra giấy tờ xong, cảnh sát đã vui vẻ chỉ dẫn đường đi cho anh, thái độ rất thân thiện và cởi mở. Điều này khiến anh cảm thấy bất ngờ vì không khí gần gũi, khác biệt với những gì anh từng trải nghiệm ở nhiều quốc gia khác. Tyler cũng không quên nhấn mạnh rằng, nếu anh đã uống bia rượu trước khi lái xe, chắc chắn sẽ bị phạt không khác gì người dân Việt Nam. Luật pháp Việt Nam không khoan nhượng đối với bất kỳ ai vi phạm, bất kể họ là người địa phương hay du khách. Điều này thể hiện rõ ràng sự nghiêm túc của chính phủ Việt Nam trong việc bảo đảm an toàn giao thông và cũng là bài học quý giá cho những ai đến thăm Việt Nam. Tyler Bentley không chỉ nhắc đến việc tuân thủ luật giao thông mà còn chia sẻ rằng bất kỳ ai chưa từng đến Việt Nam cũng nên đến đất nước này ít nhất một lần trong đời. Việt Nam không chỉ có những quy định nghiêm ngặt về giao thông mà còn là một nơi có vô số điều thú vị để khám phá. Anh nhấn mạnh rằng trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam là điều mà mọi người nên thử để cảm nhận văn hóa độc đáo, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và con người thân thiện nơi đây. Từ những con phố sôi động ở các thành phố lớn đến những quán ăn vỉa hè ấm cúng và những bữa tiệc rượu vui vẻ cùng bạn bè, tất cả đều góp phần tạo nên một Việt Nam đặc biệt mà khó nơi nào khác có thể mang lại. Tyler hy vọng rằng những người chưa từng đặt chân đến Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm điều này và tìm thấy niềm vui trong những trải nghiệm mới mẻ ở đất nước đầy màu sắc và ấm áp này. Đó là một số bình luận của dân mạng quốc tế. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.